Kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình đến một cái địa điểm mới, đó là nhà của anh Thiện, để quay cho quý vị và các bạn một cây mai thật là khủng luôn quý vị ơi. Xin chào anh. Dạ, xin chào bà con. Anh giới thiệu cái địa điểm mình là ở đây là đâu anh? Ở đây là thị trấn Dòng Trơm Bến Tre. Thị trấn Dòng Trơm Bến Tre. Đây là lần đầu tiên anh Thiện lên YouTube nên cái phần giới thiệu còn bỡ ngỡ, nên mong quý vị là cũng thông cảm ha. Thì hôm nay thì đến với anh thì anh sẽ giao lưu một cây mai thật là khủng luôn quý vị ơi. Rồi, hình thức mình giao lưu cây mai khủng này là giao lưu như sao đây anh? Giao lưu tại nhà luôn anh. Giao báo giá này là giá tại nhà nha quý vị. Rồi, mình vô cây quạnh luôn anh ơi. Rồi, để mình vô cây quạnh. Vô cây quạnh luôn. Rồi, hạ tài xuống ha. Quạnh là 82 nha quý vị. Quạnh 82 luôn. Rồi, đâu anh đo cái củ bên lớn anh. Cái củ đặt của rễ á. Rồi. Nguyên cái củ củ đặt nó là 110. 110. Nhiêu? 109. 109. Rồi, 109 quý vị ơi, như vậy nãy đo trên là 82 ha. Quá xá luôn, hoành 82. Củ. Rồi mình đi vòng qua rễ nha quý vị. Quá xá bộ rễ luôn nè. Nguyên cái củ hết hồn luôn. Đâu anh đi qua bển là để so sánh anh với cái gốc mai kìa anh. Ngồi xuống đây. Đó, quý vị thấy không? Anh Thiện là tướng người cũng là mập bự con á, mà so với cái gốc mai thì ảnh nhỏ hơn so với gốc mai nha quý vị. Nhỏ hơn. Đó, cái thóc thân mình đây là nhiêu đây anh? Rồi, thóc thân 42 quý vị ơi. Rồi, mình đi tiếp cái bộ đế luôn. Mai của mình đây là mai giảo ha anh? Mai giảo. Bông 10 cánh trở lên luôn nha quý vị. Quá xá. Rồi, mình giáp một dòng bộ rễ rồi quý vị ơi. Bây giờ là mình quay cái tàn và cái thân cho quý vị mình xem nha. Đây. Cành tàn đó, đây mình quay ở cái đoạn dưới cho quý vị xem trước nha. Rồi lát nữa mình kéo dài lên trên. Rồi mình kéo lên trên nha quý vị. Rồi cái này nó cao khoảng bao nhiêu hả anh? Cao tầm 3 mét rưỡi. Cao tầm khoảng 3 mét rưỡi nha quý vị. Còn tán ngang anh? Tán ngang 3 mét. Tán ngang khoảng 3 mét nha quý vị. Khi quay như thế này quý vị không thấy đã đâu quý vị ơi. Ở cây này ở ngoài nhìn rất là đã nha quý vị. Cây to, rất là to. Hoành đi 82, cái củ ở dưới 109 luôn quý vị. Đây, cái thân chính của nó đây nha quý vị. Có tay cành lắc lên đủ hết nha. Cây mai bông tới 10 cánh luôn. Ở bên đây thì nó có một cái thân. Cũng cái thân rồi cái nanh, nếu mà mình chơi thì mình cắt cái thân này ra mình bỏ cũng vẫn được nha quý vị. Bỏ ra thành cốt à. Có thân cặp lên nè. Thân cặp lên ha. Mình cắt sửa thành một cốt được nè. Nó không ảnh hưởng gì cái tàn hết nha quý vị. Nãy mà em có hỏi anh là giao lưu là mình giao lưu giá là 200 mấy quên nè anh. 250 thôi. 250 nha quý vị. Giá này là giá giao lưu tại nhà nha quý vị. Cái đường kính bầu mình này là nó bao nhiêu đây anh?
Rồi đường kính bầu là 1m33 nha quý vị. Quá xá, để mình đi ra ngoài đây xem ra ở đây nữa nha quý vị, để cho quý vị mình thấy được cái tàn đó ha. Rồi được trùm trong lưới lưới lan, lưới nhiệt kìa quý vị. Đó. Rồi mình cũng rất mong là quý vị mà thích cây này, muốn giao lưu thì mình khuyên là quý vị nên xuống tận nhà ha quý vị, để mình xem. Tại cây này có giá trị cao, 250. Bông đẹp luôn quý vị, về mình đây là hàng cũng đáng sưu tầm ha. Bây giờ mà kiếm được cây mai mà 10 cánh trở lên mà nó bự như thế này thì không biết tìm được cây thứ hai hay không nữa. Anh ơi, anh qua anh ôm cái gốc cho em nha. Chào quý vị xem cái nè. Anh hạ thấp người xuống. À, quý vị thấy không? À, rất là bự ha. Rồi mình còn cây nào nữa không anh? Mấy cây nhỏ nhỏ rồi, có quay giao lưu không anh? Cũng được. Quay luôn ha. Hồi nãy ảnh tính quay cây này nên mình thấy có mấy cây phôi với mấy tàn, để trước là hỏi anh có giao lưu không. Rồi anh cứ do dự thôi, mình thấy quay luôn cho anh luôn quý vị ơi. Thấy quý vị muốn giao lưu thì mình alo ảnh luôn, anh Thiện luôn nha quý vị. 1, 2, 3 cây này ha anh. Rồi 3 cây, giờ mình giờ cây mai to là nãy mã số 1 ha. Giờ mã số 2 là cây này ha anh Thiện. Rồi giờ sáp vô cái quành trước luôn ha. Thôi, nhỏ nhỏ coi nhỏ nhỏ vậy chứ nó cũng là tới quành 55 luôn quý vị. Rồi anh cho em cái chiều cao luôn, nhỏ nhỏ so với ảnh á. Chứ so với mình thì nó 1m6. Rồi này cao 1m6 nha quý vị, tán ngang tán 1m4. Này mai gì anh? Mai vàng bình thường. Mai vàng thường mình. Rồi bây giờ là cốt cành đây quý vị. Cốt cành chia cũng đều quá ha anh. Cái này chắc được chắc 2 năm chưa anh? Này cũng ngoài 2 năm. Ngoài 2 năm rồi ha. Quành 55 nha quý vị. Rồi để đây quý vị. Trời mới mưa nha quý vị nên đất còn rất là ướt. Cái này đế cũng đều quá nè. À. Đế cũng đều quá quý vị. Để anh đi ngược lại nha quý vị. Để chỗ khó. Để chỗ khó quay quá. Anh đứng ra. À, 3 cây sau là ngoài dự kiến nha quý vị. Đây anh thấy anh đây mình hỏi có quay bán không, anh cũng do dự. Rồi cái này anh giao luôn nha anh. Mình giao lưu tại nhà 7 triệu anh. 7 triệu nha quý vị, giao lưu giá này tại nhà nha quý vị. Rồi quanh 55 mà tại thành đều vậy 7 triệu quý vị ơi. Rồi, cây mã số 2 nha quý vị. Rồi qua mã cây số 3 là phôi. Phôi đi. Phôi. Số 1 cây 2 cây tá. Hả? Cái này là nó hồi đó nó 2 cây nó dính với nhau nè. À. Quấn lại đó. Quấn hồi từ nhỏ đó ha. Đúng rồi. Rồi này cao khoảng nhiêu đây anh? Chặng 16 mấy hàng dự tính 16 ha. Thân lắc ha. Lắc ha. Rồi. Mình đo chỗ vị trí này thử anh. Rồi, hai cây dạ. Chỗ này ha. Anh này tại nhà hồi nhỏ là hai cây quấn với nhau đây. 44. Rồi được rồi. Hai cây dính nhau luôn. Hai cây dính nhau ở dưới. 71. Rồi mình đi vòng nha quý vị.
này ngoài dự kiến những cái gì, nên để mình cũng khắc phục khó khăn để quay giới thiệu cho quý vị ba cái cây sao ha. Rồi, cái này giao luôn nhiêu anh? Cái này giao luôn 3 triệu anh. 3 triệu tại nhà luôn. Rồi, nếu mà quý vị mình muốn anh ship thì anh ship được không? Có mình ship được, nhưng mà mình hỏi cái chỗ người ta giao á. Hỏi người ta tiền xe thế nào ha. Dạ. Rồi. 3 triệu tại nhà. Rồi qua cái mã số số 4. Ơi cho cái quạnh luôn anh ơi, sẵn ở dưới đây cho cái quạnh trước luôn, thoát thân thì quá sát rồi, hang khỏi đó thoát thân nha. Quạnh 38. Dạ, 38 thoát thân chắc không tắt hả quý vị ơi. Đặt mặt trong ra tắt. Rồi đúng tắt rồi, đi đế một cái ha quý vị. Đế này cũng thường ha. Đế này cũng thường thường ha anh. Rồi, mới mưa còn ướt nhẹp luôn. Đế cũng thường thường quý vị ơi. Quạnh 38 nhưng mà tay cành thì mình thấy khá nha. Đây. Mình đi lên quay sợ mình té ghê luôn. Đây tay cành nha quý vị. Đó. Này cao để đi xa ra quý vị ơi. Cao khoảng 2 mét mấy? Dạ, khoảng 2 mét 2 nhân quý vị. Rồi, tán ngang nó khoảng cũng rộng, khá rộng nè. Ở 2 mét. Rồi, tay cành thì đều nhân quý vị. Này mai gì anh? Mai vàng thường mình. À, ba nhánh ở dưới là ghép giảo rồi. Ghép giảo rồi, nó lớn rồi. À, ghép rồi, rồi bự vậy rồi đó. À, ba nhánh dưới ghép rồi. Giảo Thủ Đức. Cái này anh giao luôn nhiêu đây anh? Cái này giao giá 7 triệu luôn. 7 triệu tại nhà luôn. Rồi. Rồi quý vị nè, vậy là mình giao luôn 4 cây mã số 4 đi nha quý vị. Rồi, 7 triệu. Rồi, quý vị nào thích thì alo anh Thiện nha quý vị. Rồi, số điện thoại của anh Thiện mình để trên tiêu đề. Rồi, xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã xem và ủng hộ kênh mình trong thời gian qua. Rồi, rất mong là quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ mình ha. Rồi, quý vị nào xem chưa bấm đăng ký ủng hộ giúp mình quý vị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.